Không biết là Gunny đang làm cái gì đây? Vâng. Không biết Gunny đang làm cái gì đây? Vừa kéo dân đi. Vâng, đập lô hay làm gì đây? Vâng, anh đập lô rừng. Quá tù, mày tắc dân. Chết dân. Khó rồi. Hơi lưu tiểu. Có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua màn hình mèo mèo thôi. Có lẽ là khi tôi quay anh thì không hợp tuổi, cho nên Gunny chết dân. Chúng ta sẽ quay qua màn hình của mèo mèo. Đây mèo mèo, vâng, cũng đập lô. Không biết cũng đập lô gì đây. Vâng, cả hai anh đều đập lô rừng. Quá tù. Vâng, một trận đấu mà map ít rừng. Vâng, map ít rừng cũng là cái thuận lợi. Không phải đập lô rừng. Đồ ăn. Vâng, đồ ăn là đâu? Ôi mèo mèo. 26 dân. Đấy rồi, rồi. Lô này là lô xịt. Một con voi. Voi đứng yên. Không ngoáy mông. Cũng chẳng vẫy tai. Voi đơn. Vâng, anh kéo một lũ dân ra. À vâng, lô xiên. Tôi lại cứ tưởng là lô lưu tiều hay là lô xiên. Vâng, xiên ba luôn. Hai con voi. Một bãi quả. Nhưng mà còn lâu anh mới kích đời. Không sao. Ông đánh đế chế thì không cần phải lên đời. Đập dân chăng? À vâng, anh ăn cả sư tử. À đúng rồi. Đói là cái gì tạm ăn. Sư tử cũng ăn. Tôi từ nhỏ đến giờ vâng, hơn 10 anh mới kích. Không sao. Chúng ta đã chuyển qua màn hình của Long Keng xem anh có gì khác không. À, đã đóng BM. Vâng, 2S rồi, đóng A, đúng rồi. Vâng, chắc là sẽ có một pha lùi hốc thôi. Kích đời thôi anh. Vâng, chưa đóng xong nhà điều kiện. 14-7 với 28 dân Phoenician, cực khỏe. Nhưng xem một cái nhà cung như thế này thì khó rồi, khi hai đầu cánh đều lên muộn. Hy vọng nằm ở Gunny. Yugi đâu? Vâng, Yugi cũng kích đời rất muộn. Phải chăng có lẽ sẽ là một bài nhảy 4 thẳng khi Yugi đánh đến 27 dân. Và cơ cấu rộng. Không dâng L. Như vậy chỉ còn có màn hình của Gunny để chúng ta hy vọng là anh có thể thi thố được cái gì đó. Anh gặp màu 1 Mỹ Đình. Hy vọng anh có thể chém tươi được nhà màu 1. Đóng một cái S nhân đôi nhưng hơi tù khi ăn vàng là hơi khó. Vâng. S này thì anh lấy đâu ra vàng. Đừng để con giò chạy vào bên trong. Vâng, nâng công rồi. Vâng, Mỹ Đình. Mỹ Đình có lẽ là mới được tập huấn ở dạp siêu thú cho nên là anh triệu được cả sư tử về. Hai L luôn nhưng anh nhà anh đào đâu ra vàng mà sóc hai L. À vâng, nhìn lượng thực thoải mái. Vâng, giảm một dân cả một con lạc đà đi nâng bánh xe thôi. Đúng rồi, chuẩn bài. Vâng, coi chừng sư tử. Vâng, sư tử lại chết dân. Quá đen cho Gunny. Đã lộ bãi vàng rồi. Chém sẽ đến ngay. Vâng, tôi vừa nói xong thì đã thấy xuất hiện chém. Không sao, sắp có bánh xe rồi. Cố lên anh. Bo. Vâng, bo khẩn trương. Vâng, các bạn này thấy anh cơ cấu. Vâng, vẫn hở. Vâng, đằng sau tôi có tiếng chim lợn thông báo là anh sẽ đánh sọc đơn. Baby lợn đánh sọc đơn. Sọc đơn mà đối đầu với Roman chăng? Vâng, đóng A luôn. Vâng, đúng rồi. Phải hoành tráng thôi. Vâng, anh đánh thủ. Gunny đánh thủ. Gunny liều tiêu rồi. Chúng ta đổi thôi. Mèo mèo tham thì còn có 18. Anh đang bị Michael Noel đi vào rất gắt. Còn Long Keng. Long Keng 5 ma sóc đều. Chuyện 28 dân Phoenician cơ mà.
BC đã có vâng lối đánh tay to bá đạo của ông vua hốc Việt Nam. Đẩy vào, đúng rồi. Rất thính. Vâng, đẩy ra bắn phù của Tuti. Bắn phù rồi. Phù xong rồi thì meo meo xông vào hành lạc thôi. Các anh sửa ruộng, coi chừng sửa ruộng thì bị đít mạng. Truy sát nông dân của Tuti. Không biết Yugi sao rồi. Yugi vâng, vẫn chưa ra khỏi nhà. Các bạn nhìn thấy trên bản đồ con, Yugi vẫn chưa ra khỏi nhà. Chỉ có một con chém và hai con phù đang đứng thủ. Vâng, vẽ ruộng như này thì còn lâu anh mới kích được đời. Mà anh kích đời xong thì có lẽ là một vốc cùng Egypt sẽ đến nhà. Egypt là của mù. Vâng, Egypt đã đến. Của Van Lớp. Vâng, Long Cang đâu cần phải kéo về thủ ông tên này. Chém thôi. Vâng, như vậy là coi chừng đã lộ bài rồi. Coi chừng đã lộ bài rồi. Vâng, đồng đội đâu cho xin ít đồ nào. Xin ít đồ một chút thôi. Vâng, 19-50 đã kích đời thành công. Với khoảng 4 ít dân cho Son. Chúng ta sẽ quay trở lại với Long Cang. Trận này Long Cang cần đánh thủ. Anh cần phải giữ nhà thật tốt cho Yugi lên 4. Long Cang vẫn sóc đều Nama của mình và để đứng nhà. Đỡ nhà cho Yugi. Nhưng nói chung sẽ là một thế khó cho bên phía trường Phát khi mà cho Son không phải là quân tuyển. Nếu như là IA thì còn có cửa, chứ còn cái này hơi khó. Nhưng mà cả hai đầu cánh đều thua. Cho Son nhảy 4 thẳng. Liệu có cửa cho các anh? Chúng ta hãy chờ xem một chút. Vâng, đánh đời 4 thì rõ ràng là bên phía trường Phát quân cũng không phải là quân đẹp. Gunny thì điểm quá là thấp rồi. Vâng, Tham đã bị đèn mạnh rồi, màu 4 rất to. Vâng, Gunny bắt đầu đến thời kỳ xoay Tham rồi. Chúng ta chuyển qua màn hình của UV. Đây là niềm hy vọng của trường Phát. Vâng, lực nhà anh là vẫn còn rất nguyên lực và rất khỏe. Chúng ta sẽ xem màn hình của UV để có màn chế độ Full HD với đầy đủ bản đồ khi anh đã nâng cấp. Nama sóc đều. Vâng, Lena thứ 6 bắt đầu đẩy ra. Liệu Hot cho Son có cân được bản đồ? Chúng ta hãy xem Yugi đánh đời 4. Bơm 100 vàng cho Long Cang. Phải chăng để lên đầu máu hay giáp 4 đây? Hay bản đồ? Vâng anh, theo như tham lai vừa rồi thì có lẽ là cần phải đánh vào nhà. Có lẽ sẽ ốp nhà 1-2 rồi. Vâng, 1-2 cầm sen. Không, đây là ôm nhà Egypt. Vâng, nhà Egypt thế nhà cực kỳ lủng. Nhìn như bản đồ con các bạn thấy nhà thế nhà Egypt cực kỳ lủng. Một cửa sáng. Một cửa sáng lên cho bên phía trường Phát. Vâng, nếu như ôm được Egypt, không cho Egypt to khỏe được thì vâng, màu 3 thì cũng đã có hot rồi. Hot đây là hot Katha.
Hot cà tha thì chất lượng hơn nhiều so với hot cho son khi mà có lửa. Chỉ cần thêm một cái lửa thôi nó cũng đã khác biệt rồi. Bây giờ các anh sẽ phải làm thế nào đây? Đến bây giờ thì vẫn chưa nhìn thấy nhà Catalian đâu, có lẽ là thụt hẳn ở góc 3 giờ rồi. Bên phía chiến thuật bên phía Thái Bình ở bên phía Hà Nội cũng là khá hay khi mà cả hai nhà đều thắng đầu cánh thì trong cánh Kata cũng nhảy 4. Một thế khó. Phoenician thì cần phải trâu cung R ra, thậm chí là cần thiết là chuyển cung A sau đó bơm đồ. Quá khó khi mà hot cho son là yếu hơn hẳn so với hot Kata. Các bạn để thấy lối đánh chủ lực của Yugi hay như thế nào. Cả Egypt và cả những con cung R Egypt thì cũng không không xoắn gì những con hot cho son cả. Anh đang điều R bá đạo. Cần phải đẩy được cho Babylon của nếu không đẩy Babylon của Gunny không lên được 4 thì bên phía Trường Phát hoàn toàn không có cửa tránh trong trận này. Tỷ số sẽ là 2-1. Bơm đồ bây giờ cần phải Gunny lên 4. Chắc chắn là cần phải đẩy Gunny lên được 4. Nếu Gunny không lên được 4 thì bên phía Trường Phát hoàn toàn không có cửa. Yugi không thể đẩy quân đi được. Yugi không bị đẩy quân đi được. Rõ ràng bên phía Trường Phát chiến thuật là đề ra là khá rõ ràng. Nhưng bên phía Hà Nội cũng rất là tinh quái. Họ đẩy chiến trường sang bên phía nhà của đẩy chiến trường sang bên phía nhà của Trường Phát. Quá khó rồi. Vì những con Hotkatha thì hơn hẳn một lửa cơ. Nếu như đây là IA mà còn có cửa cũng là cái thế nhà như thế này. Thế nhà của những quân dân tộc châu Á Seng, Cho Son và IA là giống nhau. Đấy là kiểu kiến trúc của châu Á. Vâng, mèo mèo đã đi sai. Quá khó khi mà cả hai đầu cánh đều lên muộn. Tỷ số là 2-1 dành cho bên phía Trường Phát. Các bạn chờ đợi ít phút để đến với trận đấu tiếp theo.